Thông tin từ Vietnamnet, Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích kích thước tối thiểu được tách với từng loại đất. Theo đó, nếu tách thửa không hình thành lối đi mới tại phường, thị trấn, thửa đất phải đảm bảo chiều dài từ 4m trở lên, chiều rộng tiếp giáp đường giao thông từ 4m trở lên và diện tích ngoài chỉ giới đường đỏ không nhỏ hơn 50m², cao hơn so với mức 30m² đang được thành phố áp dụng. Tại xã, vùng đồng bằng, diện tích tối thiểu là 80m², các xã vùng trung du, diện tích tối thiểu 100m² và tại xã miền núi, diện tích tối thiểu là 150m². Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, dự thảo bám sát Điều 220 Luật Đất đai 2024 quy định về việc tách thửa đất, hợp thửa đất. Ngoài tuân thủ tiêu chí về diện tích và hạ tầng kỹ thuật, cần cân nhắc kỹ lưỡng về quy hoạch đô thị và không gian sống. Ông Nguyễn Văn Đỉnh, chuyên gia pháp lý bất động sản cho rằng, quy định theo hướng siết chặt điều kiện tách thửa, nâng diện tích tách thửa tối thiểu tại các phường, thị trấn sẽ giúp phát triển bền vững đô thị và nâng cao chất lượng đời sống của người dân, tránh gây quá tải hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo cơ chế ngăn chặn tình trạng tách thửa phân lô tràn lan, phá vỡ quy hoạch đô thị tại khu vực trung tâm. Nhìn nhận từ thị trường, ông Minh Đông, giám đốc một sàn bất động sản tại quận Tây Hồ cho biết, những lô đất rộng 30 đến 40 m2 luôn có thanh khoản tốt, các giao dịch chủ yếu đến từ người mua có nhu cầu ở thực vì vừa tầm tiền, có thể xây nhiều tầng, tăng diện tích sử dụng. Theo ông Đông, đất của người dân tách thửa cũng là một loại đất nền. Thực tế, nhiều lô đất 90 đến 150 m2 được nhà đầu tư tách thửa chia nhiều lô nhỏ bán trên thị trường thời gian qua đều rất đắt khách. Tuy nhiên, khi diện tích tách thửa tối thiểu được nâng lên, lô đất 99 m2 cũng sẽ không đủ điều kiện để tách thành hai lô. Nhà đầu tư sẽ phải mua các mảnh đất đủ lớn, nguồn vốn đầu tư cũng phải lớn hơn, ông Đông phân tích. Theo một lãnh đạo công ty bất động sản tại Hà Nội, Luật Đất đai 2024 quy định nhiều điều kiện tách thửa cùng với quy định siết chặt phân lô bán nền tại đô thị loại đặc biệt và loại 1, 2, 3 từ ngày 1 tháng 8 có thể làm hạn chế nguồn cung trên thị trường, kéo theo đất phân lô tách thửa đang có sẵn cũng bị đẩy lên cao hơn. Bên cạnh đó, ghi nhận trên thị trường, giá bất động sản Hà Nội thời gian qua đã tăng mạnh và neo cao. Đề xuất nâng diện tích tách thửa tối thiểu tại các phường thị trấn cũng có thể tạo áp lực lớn cho người dân có nhu cầu về nhà đất, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nhà ở của nhiều gia đình. Chuyên gia bất động sản cho rằng, quy định mới cần cân bằng giữa việc đảm bảo nhu cầu tách thửa chính đáng của người dân và tránh tình trạng lạm dụng, biến tướng, phá vỡ quy hoạch đô thị. Vì vậy, đề xuất nâng diện tích tách thửa tối thiểu cần khảo sát kỹ ý kiến người dân, nhất là nhóm ở khu vực các phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Theo chuyên gia Nguyễn Văn Đỉnh, khi đánh giá về một chính sách thì cần phải nhìn nhận trên nhiều khía cạnh, bao gồm tính hợp pháp và tính hợp lý. Về tính hợp pháp, việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định điều kiện diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất là thực hiện đúng thẩm quyền được giao tại Điều 220 Luật Đất đai 2024, ông Đỉnh nói. Phân tích về tính hợp lý, vị chuyên gia cho rằng Hà Nội đang xây dựng, thực thi các chính sách nhất quán nhằm giảm thiểu sự gia tăng dân số cơ học, đặc biệt tại khu vực nội đô, nhằm đảm bảo chất lượng sống và duy trì các giá trị văn hóa, lịch sử của thủ đô. Trước đó, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 10 năm 2023 về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú. Với trường hợp thuê, mượn, ở nhờ thì diện tích nhà ở phải đạt tối thiểu 15m² một sàn một người với khu vực nội thành, 8m² một sàn một người với khu vực ngoại thành. Việc nâng cao diện tích tối thiểu được tách thửa cũng có ý nghĩa tương tự, giúp hạn chế sự bùng phát dân số. Nếu không kiểm soát được dân số thì sẽ dẫn đến quá tải hạ tầng. Việc thành phố đặt ra các hàng rào kỹ thuật để kiểm soát gia tăng dân số là cần thiết và trong thẩm quyền, ông Đỉnh nêu ý kiến. Bạn thấy sao về thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ? Hãy để lại ý kiến ở dưới video để chúng ta cùng bàn luận nhé! Nhiều lô đất nền ở các vùng quê Hà Nội đang được chủ sở hữu đẩy giá lên gần 60 triệu đồng một mét vuông. Chuyện gì đang xảy ra? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này để cùng biết nhé! Trao đổi với báo Lao động, anh Trần Văn Minh ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh cho biết, dù là đất làng quê nhưng mấy năm qua, mức giá đất nền ở xã Tiền Phong liên tục tăng chóng mặt. Hiện tại, mức giá đất nền ở đây có nơi đã vượt ngưỡng 60 triệu đồng một mét vuông. Mức giá đất nền tại đây đang được nâng cao lên mức cao bất thường từ 50 đến 60 triệu đồng một mét vuông. Trong khi đó, hồi cuối năm 2023 chỉ có khoảng 35 đến 40 triệu đồng một mét vuông. Thậm chí, có nhiều người còn sẵn sàng bỏ tiền tỷ đi mua gom đất nền, đang chờ đợi thời điểm tăng giá tiếp theo để chốt lãi, anh Minh nói. Ngỡ ngàng khi thấy phân khúc đất nền đang được nhiều người quan tâm, anh Nguyễn Mạnh Cường ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức cho biết, nhiều lô đất nền ở các thôn trong xã đang được trao bán với giá từ 60 đến 65 triệu đồng một mét vuông. Riêng phân khúc đất dịch vụ đang được trao bán với giá hơn 100 triệu đồng một mét vuông,
ngăn ngửa căn hộ chung cư trong nội đô. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, dù mức chào bán liên tục tăng cao, hiện vẫn chưa có các dữ liệu cụ thể về giao dịch thực tế phân khúc đất nền tại vùng ven Hà Nội. Trước đó, nhiều chuyên gia bất động sản cũng đã cảnh báo, không loại trừ trường hợp môi giới, nhà đầu tư cùng đẩy giá phân khúc đất nền lên cao nhằm trục lợi, tạo cơn sốt ảo. Thống kê của một đơn vị nghiên cứu cho thấy, từ đầu năm 2024 đến nay, phân khúc đất nền vùng ven Hà Nội ghi nhận những chỉ số ấn tượng về mức độ quan tâm và giá bán. Theo đó, so với cùng kỳ năm 2023, đất nền tại huyện Thạch Thất tăng giá 13%, mức độ quan tâm tăng 48%, đất nền Đông Anh tăng giá 24%, mức độ quan tâm tăng 104%, đất nền Gia Lâm tăng giá 4%, mức độ quan tâm tăng 95%, đất nền Hoài Đức tăng giá 19%, mức độ quan tâm tăng 79%. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, tâm lý của nhà đầu tư phân khúc đất nền đang dần tích cực hơn, nhưng người dân có nhu cầu mua phân khúc này nên thận trọng trong việc lựa chọn sản phẩm đầu tư. Chuyên gia cho rằng, hiện tượng tăng giá đang xảy ra cục bộ tại phân khúc chung cư, đất nền, đất thổ cư một số khu vực. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế chưa hết khó khăn, thu nhập của người dân chưa ổn định, thị trường bất động sản tăng giá vô căn cứ có thể là dấu hiệu sốt ảo, bong bóng. Ở khu vực ít động lực tăng trưởng mà giá đất nền tăng nóng trong thời gian ngắn là do tác động của nhóm đầu cơ, thổi giá. Kịch bản này không mới, nhưng nhà đầu tư vẫn cần lưu ý trước những cơn sốt đất ảo, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngoài ra, để không ảnh hưởng đến tiến trình phục hồi của thị trường bất động sản, các chủ đầu tư cần điều chỉnh giá bán ở mức hợp lý và kiểm soát chặt các kênh phân phối, ông Đính đề cập. Bạn thấy ý kiến trên của chuyên gia như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xoay quanh thông tin về thị trường đất nền, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Nhiều nhà đầu tư xuống tiền mua đất nền từ cuối năm ngoái hiện nay đã có mức lợi nhuận tương đối. Trong khi một số nhà đầu tư nhanh tay chốt lời tìm kiếm cơ hội mới, thì một số người tiếp tục lựa chọn nắm giữ. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Cách đây chỉ một năm, phân khúc đất nền ở các khu vực đều rơi vào trầm lắng, thậm chí có nơi gần như đóng băng. Theo đó, nhiều nhà đầu tư phải giảm giá 20-30% hoặc nhiều hơn với mong muốn tìm được khách mua. Tuy nhiên, khi nhiều người đang e dè thì một số nhà đầu tư nhanh nhạy, có sẵn tiền mặt đã xuống tiền bắt đáy. Đến nay, những nhà đầu tư này đã có lãi cả tỷ đồng. Anh Nguyễn Luân ở Hà Nội cho biết, thời điểm cuối năm ngoái, giá đất nền tại nhiều khu vực đã giảm từ 20% đến 30%, thậm chí 40% so với định sốt. Theo đó, anh Luân đã nhanh tay mua ngay 2 lô đất tại Bắc Giang và 1 lô đất tại Đông Anh ở Hà Nội với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng. Ban đầu, mục tiêu của anh Luân là nắm giữ khoảng 3 năm có lãi sẽ chốt lời. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 5, nhiều nhà đầu tư và môi giới đã liên tục liên hệ hỏi mua lại lô đất tại Đông Anh của anh Luân với mức chênh lệch 1,1 tỷ đồng. Lô đất đó có diện tích 100m2. Thời điểm tháng 10 năm 2023, tôi mua là 5,5 tỷ đồng. Nó nằm ở vị trí lô gốc, đường hai ô tô tránh nên rất nhiều người hỏi mua lại. Thấy được giá nên tôi cũng đã đồng ý bán để tìm các khu vực khác giá chưa tăng trở lại, đầu tư thêm. Hiện tôi đã nhận tiền cọc, chỉ chờ tới ngày sang tên sổ đỏ, anh Luân nói. Trái lại với anh Trần Quang Hồng ở Thanh Trì, Hà Nội, mặc dù đã được ngỏ lời mua lại lô đất 90m2 tại Hoài Đức, Hà Nội với mức chênh lệch 1,2 tỷ đồng nhưng vẫn không bán. Tôi mua lô đất này với giá 5 tỷ vào tháng cuối tháng 9 năm 2023. Khi đó chủ cũ họ cần tiền nên mua được với mức giá rẻ hơn thị trường. Từ đầu năm nay, liên tục nhiều môi giới và người mua đã gọi điện hỏi mua lại. Cách đây một tuần đã có người trả lô đất đó 6,2 tỷ đồng nhưng tôi không bán. Do đã mua được mức giá rẻ, có vị thế tốt nên tôi tiếp tục nắm giữ. Lô đất này cũng nằm ở vị trí đường lớn, rất thuận tiện kinh doanh, anh Hồng nói. Thực tế, từ đầu năm 2024, đất nền tại nhiều khu vực đã rục rịch sôi động trở lại, giá đã tăng lên so với cuối năm ngoái. Thậm chí thời gian vừa qua, nhiều người lướt cọc đất nền tại ven đô cũng kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi thương vụ. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam VARS, nhiều khu vực ghi nhận lượng giao dịch đất nền tăng đột biến, nhất là những lô đất đã tách thửa. Xuất hiện nhiều hơn nhà đầu tư đi săn đất ở những khu vực vùng ven các thành phố lớn, các địa phương phát triển mạnh về hạ tầng và có tốc độ đô thị hóa cao. Mức giá giao dịch thành công đất nền giảm 20-30% so với định sốt, nhưng đã đi vào ổn định và không còn dấu hiệu giảm giá. So với quý 4 năm 2023, giá đã tăng khoảng 5%. Riêng thị trường ven Hà Nội và gắn liền với khu công nghiệp ghi nhận mức tăng 10-20%. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam VARS cho rằng, đã có nhiều hơn các nhà đầu tư bắt đầu hành trình săn đất. Ở những khu vực vùng ven các thành phố lớn, các địa phương phát triển mạnh về hạ tầng và có tốc độ đô thị hóa cao, với mức giá được đánh giá là khá hời.
còn nhiều dư địa tăng trưởng trong tương lai. Bên cạnh đó, nhu cầu mua đất nền làm tài sản vẫn được nhà đầu tư ưa chuộng và tiếp tục là phân khúc được lựa chọn hàng đầu. Theo một chuyên gia bất động sản chia sẻ, chúng tôi từng đưa ra dự báo đất nền khả năng là phân khúc có sự cải thiện chậm nhất thị trường. Sớm nhất phải từ cuối năm 2024 trở đi mới có tín hiệu. Tuy nhiên, phân khúc này đã cho thấy sức hấp dẫn của kênh đầu tư vua đã trở lại. Trong 3 tháng đầu năm, thị trường xuất hiện càng nhiều nhóm đầu tư cá mập đi săn đất nền số lượng lớn. Động thái này có thể đẩy chu kỳ tăng giá đất nền đến sớm hơn những dự báo trước đó, có thể là từ quý 2 năm nay. Theo vị chuyên gia này, hiện nay giá đất nền vẫn đang ổn định, nhưng càng về cuối quý 1, số lượng các nhà đầu tư có sẵn tiền đi gom hàng và đi tìm mua đất nền càng nhiều lên. Khi nhu cầu tăng rõ ràng hơn thì giá sẽ tăng. Nhiều đơn vị môi giới đất nền cũng đã xác nhận là giá đất nền có sự điều chỉnh ngay trong tháng 3 vừa qua. Bạn thấy ý kiến trên của chuyên gia như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính, bất động sản nhé. Xoay quanh thị trường đất nền, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả vào cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Bạn là môi giới hay chính chủ đang muốn bán hoặc cho thuê nhà? Đừng bỏ lỡ cơ hội vàng để tiếp cận đúng đối tượng khách hàng mục tiêu. Chỉ với 21.600 đồng, bạn có thể đăng tin lên 3 nền tảng của CafeLand, giúp thông tin của bạn tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả đến người mua hoặc thuê nhà tiềm năng. Còn chần chờ gì nữa, hãy chọn ngay gói đăng tin phù hợp tại shop CafeLand dưới video này để nâng cao cơ hội giao dịch thành công. Mua gói đăng tin CafeLand, bán nhà thần tốc.